Mình xin chào tất cả các bạn. Chiều nay mình thả một mớ cá lê thê vô đây. Bây giờ quay bạn xem. Bạn thấy không ạ? Đây, nó đang bơi nè. Bơi rất tỉnh luôn nha. Khó phát hiện lắm. Số con thì bị chạy mình chạy máy hết, lý do là cứ phóng ra khỏi thành hồ á. Giờ thả đây yên rồi, cá ly thia mình thấy vậy. Ui, ui xa xa mình thấy rõ hơn đây mọi người, đó 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 đó, đó. Hai con ba con luôn. Thả thì nhiều lắm, mà giờ lẫn với lá cây ở bên dưới cái hồ á, bạn không thấy được nó nữa. Nằm sát thành lưu luôn, nhưng mà nó bị ngạt nước à, bạn không thấy rõ. Đây, đang lâu gì? Cảm ơn các bạn nha. Để mình vô quay tiếp bạn xem. Đây các bạn, nó đang nằm bên dưới nha. Rất nhiều. Mình chưa có thả vô cái cọc lớn nên vẫn nằm trong cọc nhỏ. Rất nhiều nha mọi người. Nó phóng ra dữ lắm. Mình phải dặn lại, mình chưa mang về nhà. Còn đây là cái bể cá bảy màu. Ở dưới thì mình lắng bùn nên là nó nước đục đục nha mọi người. Đây cá con rất nhiều luôn. Đó, nó thấy đèn nó lên nha, quá trời luôn.